Tôi thử đặt cái viên gạch đầu tiên vào. Con đi có mụn ở mồm. Đây cho bố. Đẹp đấy. Thế thì không cần thế này. Đoạn xa nữa không phải riêng đâu. Bữa nay cầm tối tùng nó sang nhà tiếp nó bảo chị gái chị
dây mà có dây. Rồi một luống tầm này được rồi. Nhưng mà thích làm rộng thì lại làm rộng luống khác. Luống này diện tích chỉ có thế thôi. Phải gì kia mà chứ có gì
làm nhưng mà dậy sớm ra được. Trong phòng ạ? Bây giờ cả được đi với